người nha. Hôm nay mình có chuyến đi rừng, đi sang tìm những cây phôi bonsai, phôi cây cảnh. Thì mình cũng mời mọi người cùng khám phá, cùng theo chân mình lên núi xem hôm nay mình đào được những gì. Mình mới lên dưới chân núi thì có thấy một nải chuối. Nhìn cũng hơi rợn người một tí. Không biết ai đặt ở đây. Nếu mà họ cúng thì cũng phải có nha. Cái này chỉ có nải chuối thôi. Cũng rất là kỳ lạ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ leo lên ngọn núi này. Vì đa số là mình thường đi tìm cây phôi cho mồi. Tại vì dòng này thì trái đẹp, lá nó cũng kích thước bé. Và đặc biệt dòng này thì mọi anh em yêu cây thì rất là chuộng luôn. Mình đi tìm chủ yếu là chồi mồi. Còn các loại cây khác thì nếu mà dáng đẹp thì mình cũng lấy. Mình phải băng qua ngọn núi này. Trong kia mình thấy cái chùm trái gì ghê. Trái rất là nhiều luôn. Lạ nhỉ. Ôi, quá đẹp luôn. Không biết cây này là cây gì luôn. Mà trái nó này. Ôi, nguyên một chùm luôn. Mình không biết tên cây gì. Anh em nào mà biết cây này, này tên gì thì bình luận phía bên dưới nha. Màu hồng rất là đẹp. Nó giống như nho nè. Đây, bên này có mấy chùm nữa nè. Cái dây này là cây dây, nó giống như nho luôn. Rồi, dây to. Không biết là có ăn được không. Trái này cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó dài cũng chắc cũng hơn một gang tay luôn, tầm 30 đó. Nó giống như nho nhỉ. Cái này mà trồng trang trí làm cảnh cũng hay. Rồi mình nghiên cứu cái tên này sau. Trái nó mọc trên thân này. Ở dưới này thì trái chín nó rụng quá trời luôn. Cái dây bồi trái nó dài xuống nè. Chỗ đây có một cây sợp. Cây túc nó ôm sát đá luôn. Cây thân mà nó bẹp theo đá luôn nè. Cây to luôn. Vừa bắt gặp một cây chồi mồi nha. Cây này nó vừa có gió bão gì đây mà nó quặt xuống. Gốc to nhưng mà thân thì nó không đẹp nè. Thân hơi rối. Cây to. Thân nó rối quá. Đây thì mình thấy là có thợ rừng họ đi đốt than này. Than rơi vãi trên đường này. Một cây long châu. Cây gốc to. Long châu cây thuốc trị rắn cắn này. Rắn cắn với sâu răng nhất răng. Cái này cũng cây thuốc cực kỳ hay luôn. Trên kia mình thấy có một cây chồi mồi. Hốc này nó ôm một cây vậy nè. Nó ôm một cây thị. Ồ không phải. Nó ôm một cây bông trang, cây mẫu đơn. Cây trang rừng. Cũng được nha. Nếu mà có bồ đế thì cũng lấy được. Mà mình cứ tiếp tục đi lên trên cao xem. Hiện tại thì mình cũng đang ở trên cũng tầm giữa núi rồi. Nhưng mà mình sẽ đi lên trên ngọn núi luôn, hết ngọn núi luôn, mình khám phá rồi mình sẽ đánh xuống. Vừa rồi mưa to nên không khí rất là mát luôn.
Đây còn có cây cho mồi, nó mọc giữa hai hòn đá lớn luôn. Cây cực kỳ to mà nó nằm giữa hai tảng đá lớn, không thể lấy được ra. Cây to đẹp luôn, cây rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ nghiên cứu mình xem có lấy được hay không. Đây có một cây thị nha, cây gốc lớn mà nó rút chót lại nhìn cũng hay. Cây này thì một mình không thể mang xuống núi nữa. Nếu mà có anh em nào kết cây này thì mình gọi thêm người mình lấy nha. Nó hàng hốc nè. Dòng thị thì gỗ lũa nó như gỗ mun luôn, nó đen và cứng. Miếng mỏng nhưng mà mình bẻ không gãy nè. Gỗ nó như gỗ mun. Cây to. Ở trên kia cũng có chồi mồi này. Tóc chồi mồi lớn luôn. Cây chồi mồi. Một khu này chồi mồi nhiều, mình cảm thấy cái khu này chắc mình sẽ tập kết đồ ăn ở đây. Mình sẽ đi khám phá xung quanh. Đây có một bãi than này, vẫn còn bao than ở đây. Một lon nước yến còn nguyên luôn. Cái này cũng mới, ngày sản xuất ngày 7 tháng 3, cũng mới đây. Rất là kỳ lạ luôn. Mình tập kết đồ ở đây, mình sẽ khám phá xung quanh. Đây một cây chồi mồi này, cây tầm trung. Trong này cũng có một cây mà thân nó cũng không được đẹp. Ở đây có một cây đào tiên nè, cây mận rừng nè. Wow, bông của nó nè, quá đẹp luôn. Cây này chơi bonsai thì cực kỳ đẹp, bông nhìn nó nhìn rất là cuốn. Rồi, hôm nay bắt gặp nhiều khoảnh khắc đẹp luôn. Một cây mận rừng. Trên kia còn có chùm bông nữa nè. Mình sẽ lấy lên. Quá cuốn hút luôn. Ngày hôm trước mình cũng đánh được hai gốc mận rừng. Hôm nay lại gặp mận rừng nữa này. Cực kỳ đẹp. Bông nó màu dạng như màu tím hồng. Lá thì nó bé hơn lá mận bình thường nha. Gốc cây thì nó khả năng nó nằm trên đá, nhưng mà cây này tầm trung. Nếu mà lấy thì một lần quét xuống núi thì chỉ quét được một cây này thôi, không thể quét thêm nhiều gốc. Nên mình cũng rất là muốn lấy luôn, nhưng mà phải cân nhắc. Một lần quét xuống thì bán vài trăm thì không đủ phí, mình không đủ công. Mình cứ đi tìm hàng mini thôi, tại trên này cũng trên cao. Còn anh em nào kết thì cứ liên hệ mình sẽ báo giá cái đó lấy về. Nhìn bông thì nó rất là cuốn luôn. Hôm qua mình vừa đánh được hai cây mận rừng, hôm nay lại gặp nó nữa. Nhìn mê đó, màu hồng tím mà trái nó cũng to. Ở đây có một cây khế này. Khế thì ở đây chắc là khế chua, đa số là khế chua. Ở trong này có con gì nữa. Mình vừa thấy phát hiện trong này nó có con gì. Cá hay là gì nè.
mất rồi. Thời rừng họ cắt làm than rồi. Gốc cũng bành to đẹp nha. Trên cây thì đang có bông. Cây khế. Cắt rất là phí luôn. Giờ mình đi tới đỉnh núi luôn. Mà càng đi thì càng thấy đá không thấy cây. Trên kia có một cây trò mồi, nó ôm cây thị. Ngồi lên xem sao. Mình lên tới trên đỉnh thì chắc cũng lấy một hai cây mini thôi. Nặng dưới 10 kg thì mang xuống, chứ còn ở trên hiện tại ở trên rất là cao. Cái trò mồi này gốc cũng hay này. Chắc mình lấy cục này. Phía dưới kia cũng có trò mồi nhưng mà nó không được đẹp. Nên nãy giờ mình đi lên cao. Đầu video mình sẽ lấy cây này. Cái cây nó nằm ở vị trí rất là khó lấy luôn. May là mình lấy được cây này cũng đáng để mình bỏ sức ra mình lấy nha. Cái rễ nó ôm ngay cây kia luôn. Bây giờ mình dọn lại cho nó gọn rồi để quét xuống núi. Cây đẹp. Hàng cốt u quái già. Rất là đáng để mình bỏ sức ra mình lấy nha. Bây giờ mình thu dọn lại để quét xuống núi. Ở phía dưới kia mình sẽ nghiên cứu cái cây mà nằm giữa hai tảng đá lớn, cây đó cũng đẹp. Cây sau khi mình dọn ra này, nhìn cũng rất là chất luôn. Nó có bộ rễ kiều nè, giống như cây đa đấy. Cái này sau này cũng làm tác phẩm đẹp. Cái chốt này khả năng mình cắt bỏ luôn, mình thu ngắn tới đây luôn. Bây giờ cũng tới giờ trưa luôn. Sáng giờ thì mình đi lên trên cao nên chỉ lấy được một cây, đúng một cây thôi. Đó, cái thân này nó cũng là của nó luôn, nhưng mà mình bị lấy mình nó tách ra rồi. Nằm ở vị trí này. Ở đây, nó nằm ở chỗ này này. Nó nằm ở đây. Nhưng mà bị tách ra nha. Nếu mà còn cái này nó thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ mình ăn trưa rồi mình sẽ xuống phía dưới. Phía dưới lúc nãy có một cây mà nó nằm giữa hai tảng đá lớn, mình sẽ nghiên cứu mình đánh cái đó. Bây giờ thì không thể tiếp tục lên cao. Càng lên cao thì đá nó càng nhiều. Tại vì trời mưa lâu ngày thì hầu như là đất nó dồn xuống phía chân núi hết. Còn ở trên này thì những cây mà nó sống ở điều kiện mà ít đất, chứ không có trò mồi. Cái nhánh nhỏ này mình mới ghép lại nè. Nếu mà ghép lại trồng thì nó đẹp hơn. Cây đây này, cốt nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà nằm thế gọng kìm rồi. Một tảng đá lớn này. Cây này còn có trên một tảng đá nữa. Bên cây này là cây xoài rừng. Rồi mình đánh thăm dò xem thử sao. Cái cốt này quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Khả năng lấy thì lấy được thì tầm 30%. Mình vẫn thử nha. Cây trò mồi, cây trò mồi xỉ. Và sau khi mình bới đất ra này, cái này khả năng lấy cũng được, nhưng mà có điều là mất thời gian. Lấy cái này thì cũng hơi lâu.
Rồi mình quyết định lấy luôn nha. Cái xoài này thì phải cắt bỏ rồi, phải cắt một đoạn ở trên này, đoạn ở dưới này thì mới lấy được cây này. Đây này, cho mọi người xem cái này nè, mình cắt bằng xẻ beng á, nên phải đục từ từ để lấy được cái cây đẹp thì không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Để dùng xẻ beng mình chặt từ từ. Phía dưới bữa này thì mình chặt nó lìa ra rồi, còn đòn này nữa thì khả năng nó mình cũng phải chặt phía bên sau nữa nè, cái bộ đế cây nó bài ra. Cái này nó quá đẹp nên mình phải cố gắng bằng mọi giá mình phải lấy. Và cây xoài mình cũng giải quyết xong rồi, bây giờ nó thoáng ra cũng dễ chịu hơn thì khả năng lấy được cũng rất là cao luôn. Bây giờ mình sẽ cắt dọn tay cành để nó ôm cái đá, ôm tảng đá lớn này. Và cuối cùng mình cũng đưa nó ra khỏi kẹt đá nha. Cây to đẹp và nó cũng rất là nặng. Thì thành quả ngày hôm nay thì mình được hai cây, nhưng mà hai cây thuộc ca khó nhưng mà nó cũng rất là ưng ý. Coi mấy cái này giờ mình sẽ cắt chốt lại, mình thu gọn lại. Hôm nay thì mình chỉ được hai cây thôi và mình cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp. Nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình.